Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình mới mua một cái bóng tennis. Cái bóng này bóng cũ mình mua ở cửa hàng thể thao, thì mình mua cái bóng này là 10.000 nhé. Mình mua về mình làm quà cho con Ki nhà mình. Vì lâu rồi mình cũng bận, mình không có thời gian để cho con Ki mình có thời gian chơi, cũng không có đồ gì chơi cả. Nên mình cho con Ki này. Ki. Ok. Ki. Đây con Ki nhà mình này. Ki ngồi. Đấy. Đây là quà của mày nhá. Mày có thích không? Ok. Bây giờ mình sẽ chơi trò đáp bóng con Ki. Mình sẽ đáp cho nhặt nhá. Mọi người xem nó có biết đường đặt bóng về cho mình không nhá. Ok. Ok. Ki ngồi nhá. Nhìn này. Bây giờ tao sẽ đáp mày đi nhặt nhá. Ki. Nhìn đây. Con Ki của mình thì nó mới khỏi ốm dậy nên là người nó còn hơi mệt. Hôm nay mình sẽ cho nó chơi một chút để cho nó khỏe. Thì được thể thao em Ki. Ok. À ngồi. Ki nhặt. Cầm đây. Cầm đây Ki. Nhanh. Ki. Rồi. Ki. Ki. Ngồi. Ki. Đây. Ngồi xuống. Ngồi. Nó không chịu giảm bóng cho mình các bạn. Thôi, đây. Ok, đây. Kish. Thôi. Nhặt. Đây, cầm đây. Rồi. Cầm bóng này. Yes. Ok. Rồi, rồi. Ăn đi. Ok. Đi kì, ngồi. Nhặt. Rồi, cầm đây. Đi, cầm đây. Nhanh. Rồi. Rồi. Nhặt. Kì, ngồi. Cầm đây. Rồi, rồi. Rồi. Ki, ngồi. Nhặt. Rồi, rồi. À. Nhặt. Cầm đây. À.